của Minh Vũ Audio. Ở clip này thì Minh Vũ đang lên một bộ cấu hình cho anh trai ở trên Hà Nội nhé. Đây, bộ này thì gồm đầy đủ cả loa, súp, đẩy ba kênh. Nói chung là bộ này thì đầy đủ hết. Anh em ở chơi không gian rộng tầm 30 mét đổ lên các bác nhá, thì rất là hay. Cặp loa này Minh Vũ đã giới thiệu toàn thể các bác ở trong những clip trước rồi. Dòng loa XTA của Mỹ rất là chất luôn, hàng bãi nhưng nói chung là xuất sắc. Nói chung là nó cũng chỉ bị xước sát nhẹ thôi, bên trong đẹp như mới luôn. Còn này thì này dính bụi đây nhá, nó cũng chỉ bị xước xước một tí, cái này không ảnh hưởng chủ yếu cái mặt này. Đây, em lựa cho anh cái cặp này mặt mũi nó còn đẹp nhá. Đó. Thì tổng cả bộ như này có mức giá là 32.800.000. Đây là bác khách quen nên em cũng có cái mức giá gọi là giảm giá thêm. 1267 hay lắm các bạn. Rồi dòng loa này thực sự rất đẳng cấp, nói thấy chưa? Với cái cấu hình chuyên nghiệp như này, nếu anh em có chất giọng thì hát cái cấu hình như này rất là hay các bác nhé. Tiếng mic nó rất là dày dặn và sáng. 267. Ở đây thì mình cũng cài đặt rất là nhiều những cấu hình chuyên nghiệp cho anh em về lựa chọn tổng cộng. Đây là cái mặt kính này thì nó có một cái lớp ni lông nhá. Anh không thích thì về bóc nó ra. Effect thì con này tổng cộng nó có 8 kênh. Em cài rất là nhiều kênh. Ali 6, 7, 8, 9, 10. Echo rất là mềm mượt, hay lắm. Tìm 6, 7, 1, 1, 2. Rất nhiều kênh. Tìm 1, 2. Echo delay. Tìm 1, 2, 6, 7. Effect 8 rất là hay nhé. Anh xa em chẳng cũng chợt lẻ loi thân thờ, biết vẫn thấy mình sai dòng thề. Đối với dòng vang này thì nó có rất là nhiều những cái kênh riêng biệt, chỉ duy nhất cái dòng vang này có thôi. Effect riêng, music, nhạc riêng và mix riêng. Đó. Mic dày, mic mỏng thì chúng ta có thể chuyển đây. Để chuyển lại cái kênh mode 3 đi. Hey, 6, 7, 1, 2. Ví dụ như chúng ta thấy mic mà nó dày hay nó mỏng quá thì chúng ta chuyển đây xong rồi alo. Được, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Check đi. Hey, 6, 7. Như này thì nó phải cắt lên tầm 102. Hey, 1, 2. Cái này phải lên tầm 150 các bác nhé. Tùy vào cái sở thích mỗi người. Anh em lưu ý là khi mà chỉnh những dòng vang này chỉ có chuyển mode thì nó không thay đổi nhé. Nhưng còn nếu mà mình chỉnh vào cái mục thay đổi hệ số của EQ hay là effect thì nó sẽ chỉnh đến đâu nó sẽ lưu đến đấy các bác nhé. Các bác phải lưu ý để chúng ta không nên nghịch nếu như chúng ta không biết. Đặc biệt cái dòng vang này thì nó không như những dòng vang khác. Dòng vang khác thì chúng ta chỉnh xong chúng ta phải lưu lại thì nó mới vào cấu hình. Còn những dòng vang này khi mà chúng ta nghịch ấy, chúng ta chỉnh đến đâu là nó sẽ lưu đến đấy các bác nhé. Mặc dù nó là số nhưng mà nó cảm giác nó chỉnh như cơ vậy. Chỉnh đến đâu là nó ăn ở nguyên ở cái điểm đấy luôn, nó không thay đổi. Chỉ có chúng ta gọi là căn chỉnh lại nhá. Bình thường những con vang khác thì chúng ta khi mà chúng ta căn chỉnh không đúng thì chúng ta tắt đi bật lại thì nó sẽ trở về ban đầu. Nhưng đối với dòng vang này thì nó không như vậy nhá. Nên dùng là chúng ta chỉ có sử dụng gọi mode, effect, music và mic thôi nhá. Cả bộ này thì
chơi khỏi phải nghĩ rồi, rất là hay. Anh em có nhu cầu muốn sở hữu cho mình những bộ karaoke hay là phối ghép theo nhu cầu của các bác thì hãy liên hệ gọi điện trực tiếp cho mình Vũ nhé. Ở đây thì em xin đây là những đôi loa cuối cùng của cái lô loa XTA. Nói chung là loa rất là đẹp. Và những con ốc bằng trên này thì nó sẽ thiếu nhá. Loa thì nói chung là em chỉ có mua cái ốc này về em lắp thêm cái chỗ rìa này. Còn ốc trên này thì không có, phải nhét cái xốp vào. Loa bãi thì cái nào nó cũng bị thiếu ốc. Nói chung loa đẹp lắm các bạn. Đây đang cho tháo kiểm tra. Xuất sắc. Rồi, em chào các bác nhá.